Qua đây mà không gặp chị Hồng Đức thì coi như là chưa qua công ty mình. Trời ơi, nói vậy thấy ghê. Chị làm cái sân chơi, chị làm cái mồi. Thì mới đầu thì cho khách nó chọn mồi, nhưng mà chị không có cho khách gửi. Dạ. Được cung cấp cái lớp cho chọn mồi thôi. Thì nhỏ cái mồi khách chọn, cái bồ ba chọn. Rồi em làm từng bước giống như cái chân bình thường. Nhưng mà mình apply cái essential oil với lại blending oil á, hai cái đó mình mix với nhau, mình làm sao khi ai đến tờ nhà trước khi bao bắt vậy, mình nấu người ta vậy mà dễ làm hơn. Rồi cái đó là chị nhỏ bao nhiêu giọt, bao nhiêu cái gì, mix như thế nào? Tùy theo chân lớn, chân nhỏ, thường là 2 đến 3 giọt ôi. Với lại bên mình ôi thì 4, 5, 6 giọt thì như cái chân lớn đó. Đấy, nhưng cái đó bên mình ôi nó rất là mút luôn á. Khi em massage không có bóng nhầy, mà nó thẩm thấu vô. Thì em, nếu mà em làm nhiều thì cũng ok, nhưng mà nhiều quá thì massage thời gian lâu hơn. Tại vì mình massage một hồi nó mới thẩm cho. Thì ra mình lấy lượng được khoảng 4 giọt, 5 giọt là ok. Tên mình ôi á. Xem phải ôi chừng 2 đến 3 giọt. Mà chị làm loại nào nhiều nhất? Mùi mà khách mà nó thấy khác biệt nhất là mùi mu. Mu, hơn bình minh bắt đầu mùa đông vô rồi đừng làm hồi lặng. Hơn bình minh với mùi trip, mấy cái mùi đó là nó ở trong cái dạng làm giảm tăng nhất. Yeah. Ba mùi đó ok. Mùi mu nó đắt tiền như vậy thì làm cái chị lấy bao nhiêu? Đắt thì đắt chứ. Sản phẩm ôi vừa này kia có 3 đồng 85 sen rồi em lấy cái chân 65 trở lên cũng ngon. Chị làm thử rồi. Chân cao nhất thì lấy bao nhiêu sen cho ôi? Sen cho ôi hoặc là chị lấy 65 bữa hôm 85 là gì không? Chạy gì cả sơn treo. Còn nếu mà Pedicure với Pedicure sen cho ôi thì lấy nhiêu? 95 đồng. Là dài 30 đồng nữa. Lai tay chụp hả? Tay 30 chân. Chị làm 4 cái tay với lại một cái sân 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 sôi đúng không? Hả? Chị làm 4 cái tay thì làm như thế nào? Thì tay thì mình cũng tẩy cái bào chớp bằng cái mùi body lúc ra. Yeah. Rồi mình xong mình massage bằng cái eye dancer với cái oil. Yeah. Rồi bao bát lại thôi. Yeah. Rồi ta đọc phim. Eye dancer xong rồi mới bỏ cái oil. Rồi bỏ bao bát. Rồi như vậy là chị làm như vậy là 30 cái tay đó, 30 cái tay. Khách làm nó loại mua nhiều nhất chị chọn mùi thôi. Ví dụ chị cho khách mùi mũi mùi mà khách chọn thôi. Giá giống nhau hết, giá giống nhau hết thì bộ qua sắp lại. Còn nhỏ bồn thì chỉ có cái nhỏ bồn mua. Nhỏ bồn thường là 1 lavender, 2 là purple, 3 là mùi crisp. Thì 3 mùi đó mùi đó thôi. Nếu mà họ chọn mùi mu mình vẫn nhỏ như vậy. Tại vì nó cùng tông với nhau mà. Yeah. Thật ra nó cũng ok, không có bị phản thù gì hết. Chị nhỏ mấy giọt? 3 giọt. 3 giọt. Rồi làm chân biết 3 giọt nữa. Một cái chân. À, 2 cái chân là 6 giọt. Thì massage bao lâu? Thì 45 đồng 60 phút làm cái chân đó. Cho nên làm nó sẽ rồi chị cho người ta giống như là gửi theo cái mùi đó luôn. Mùi của người ta chọn. Mùi người ta chọn. Chọn mùi tại nào vì nó trực tiếp dưới này. Dạ. Còn cái kia nó đi vô cái cảm giác của em. Dạ. Cảm giác của em thật ra mình phải chọn, mình phải làm cái mùi nào. Tại vì cái mùi mu á khi mà massage nó tăng rần nó tăng từng quần áo. Dạ. Nó làm giảm đau nhất, rõ rệt nhất. Còn mấy cái kia nếu mà em massage cái lavender thì người ta sẽ relax, chứ người ta không có feel là cái chân nó rần đăng không thấy sự khác biệt. Nhưng mà khi mà người ta về ta thì cũng relax, thì cũng feel good này kia, nhưng mà mu là muốn làm cái chân này thành công thì đừng có sợ ngán tiền. Thì thật ra cái chai mu em làm biết bao nhiêu cái chân. Một chai mu chị làm khoảng bao nhiêu cái chân? Cho chị làm, tại vì nhiều khi chị đi á ra chị không nhiều khi bao nhiêu giờ ăn một cái chai cũng bao nhiêu giờ không? Chị làm từ hồi tháng sản phẩm này về hồi tháng 4 không? Làm từ tháng 4 tới giờ mà chân chị làm biết bao nhiêu cái chân rồi mà nó mới hết một chai đó, biết rồi. Chị làm biết bao nhiêu cái chân rồi
Thì chị bỏ thì có 9, chị có 7 cái máy khác nhau để mỗi mùi hay như thế nào, chị trao đổi như thế nào? Thật ra mà. Cái máy chỉ làm cho gây sự tò mò. Yeah. Để cho khách nó thấy, những cái người khách kế bên đó. Yeah. Hỏi wow cái đó là cái gì vậy? Chị có bao nhiêu cái máy tất cả vậy chị? Thường là 4 cái. 4 cái, tìm gì máy ghế? 7 ghế. 7 ghế 4 cái. Nhưng mà có thể là em để đâu có cần nhất thiết phải để trước mặt người ta đâu. Ví dụ hai người ngồi làm em để bên hông. À, chứ không phải người nào làm được ôm máy hết à, nhưng mà mình phải làm cái gì cho khách nó tạo thu hút người ta, tạo sự ngạc nhiên qua cái đó là cái gì. Bây giờ người ta không có tiền làm lần này nhưng lần sau thế nào người ta sẽ sẽ hỏi làm cái gì cho họ. Mình phải làm cái chân này mất tiền, thứ nhất là cái rổ của em phải khác với mấy cái kia. Cái thứ hai nữa em phải làm sao cho ta thấy người ta trả 65 đồng nó xứng đáng. Rồi cái thứ ba nữa là em phải làm sao tạo sự tò mò cho những người khách kế bên. Wow cái đó là cái gì vậy, nó cũng ước ao rồi, nó cũng hỏi từ đó cái phiêu sao để nó để khách nó làm. Thành ra mình phải có cái gì để lấy. Chị không thích add on, tại vì nhiều người người ta add on á. Add on vô em lấy chừng 7 đồng tới 10 đồng, bạn nghĩ là chia cho thợ như rồi mình còn lại nhiêu. Nó không có nâng cấp được cái tiệm mình. Thật ra chỉ làm service, chỉ làm service. Mà nếu mà khách muốn ăn ngon thì mình nó muốn massage thêm thì mình massage bằng cái đó, nhưng mà chỉ làm service để nâng cấp cái tiệm lên. Chỉ có 4 cái lò Pedicure à, bây giờ 25, 40, 50, 65. 50 là cái nào? 50 là cái chân toàn sản phẩm nu skin, nhưng mà massage với cái oil chút vậy đó. Chứ không có làm dai mắt, không có làm ấy. Vậy nó phải khác xíu như là chị cho người ta bịt mặt lại cho người ta relax. Em biết sao mà chị bịt mặt không? Tại vì cái lúc đó là tiệm chị bị cái công xe, chị nói cái vụ essential oil nè. Nếu mà ngay ngày đó là cái ôi về á, là tiệm chị bị khách tông xe. Em có thấy hình trên Facebook không? Tông xe nguyên cái accident tao vô nó tông xe vô, nó dừng dắt chị như hả 4 tháng trời. Mà ngay ngày đó là cái tiệm kế bên đó, tiệm thứ 11 ở góc đường nó mở. Lúc chị mới lấy tiệm là 6 tiệm không, bây giờ là tiệm thứ 11 ngay góc đường, còn nguyên con đường là chi chích chị không nói. Mà cái tiệm đó nó đầu tư vô 300-400 ngàn, nó tuyên bố là nó sẽ hút hết khách dùng đó. Mà em nghĩ coi cái tiệm mình nó tối tăm như vậy đó, rồi khách nó vô thì nó thấy nó vô relax, mà thấy tiệm như vậy sao nó làm. Ôi chị giờ mà lỡ order, không phải là lỡ mà tại vì mỗi tuần chị chưa có tìm hiểu kỹ về oi, nhưng mà khi mà chị thấy công ty nó đưa ra cái gì á thì chị hưởng ứng, tại vì chị nghĩ là công ty phải hết, công ty mới bán ra ngoài cho mình, thì ra chị tin tưởng chị mua về, chị chưa tìm hiểu. Mà cái tiệm vậy thì tuần lễ đầu chị cũng chưa áp dụng nữa, nhưng mà chị nghĩ giờ một đống vốn mình nằm đây rồi khách mình có bỏ đi, giờ phải có cái gì để thu hút khách, thì chị mới nghĩ ra cái chân oi. Chị nghĩ ra cái chân oi tại sao chị bịt mắt khách, là tại vì cái tiệm của chị nó cái chân mắc tiền thì em phải ở trong cái khung cảnh nó xa nó rộng nó rì lát, mà cái tiệm chị vậy đi rồi sao, thành ra chị bịt mắt hết lại để nó tập trung vô, nó hưởng thụ mà nó không có nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Thành ra cái vụ bịt mắt là tại vì cái tiệm chị vậy, nhưng mà chứ giờ không còn bịt nữa không, vẫn cái chân này đặc biệt em không bịt mắt, cảm giác nó khác liền. Tại vì em bịt mắt khách á thì nó không có nghe phone, nó không có nói chuyện, nó không có thét, nó không ấy, thì nó hưởng thụ hoàn toàn, nó relax hoàn toàn. Thì khách nó sẽ từ quá trình cho trình luôn đúng không? Phải, mình phải có cái gì ấy chứ thôi. Cái Facebook đó có giúp được gì nhiều không? Wow! Tại sao chị có hình lên Facebook? Chị kiếm được rất là nhiều khách hàng, Mỹ cũng có, Việt Nam cũng có. Những người mà chị chia sẻ thì kia nọ đó, người ta, hoặc là những người mà đã tay ốc vô không mua bán gì hết. Nhưng mà sau này chị lấy rất là nhiều cái order từ các Facebook của chị. Ngay cả những người mà không có làm gì về Nam, người ta tìm tới chị các Facebook của chị. Ngay cả người Mỹ nữa, ổng vô Facebook của chị, ổng nói là ổng không biết tiếng Việt, nhưng mà ông khách đó là ông khách lâu năm của chị rồi, hai vợ chồng đó, chị cũng nói về nước skin, nhưng mà hai vợ chồng đó không để ý. Nhưng mà sau này ổng ác fan trên Facebook á, thế ổng nói
tao không có biết mày viết cái gì, nhưng mà tao cũng thử dịch ra tiếng Anh, có cái tao hiểu, có cái tao không hiểu, nhưng mà tao biết mày rất là thành công. Bây giờ nếu mà tao muốn bắt đầu á, thì tao nên ở dưới con mày với mày. Các chị nói với con tao, con tôi cũng như dưới tôi thôi. Ra sai ổng với con chị, và ổng cũng mua liền cái essential oil bộ đó liền. Giờ hai vợ chồng cũng thử đi chia sẻ, cũng làm nhưng mà cũng chưa mạnh lắm. Qua công ty chưa? Chưa. Nói là đợt này qua mà chưa đi được ha? Chưa đi được. Nói chung là bây giờ chị cũng ráng tập trung không đi nữa, chị tập trung ở tại bây giờ chị đang phát triển kêu nhiều cái mô hình nó khác và rất là thành công, không phải về nào không. Thì là chị thấy chị, những cái đó cũng khác cho chị rất là nhiều, chị không cần phải đi ra ngoài, không cần phải đi nhiều. Là chị đi nhiều là chẳng qua là về hệ thống thì có thể đi thôi. Cái mô hình gì thì có thể chia sẻ không? Mô hình làm đẹp cho người Việt Nam, cũng như chăm sóc sức khỏe chủ động với lại làm đẹp cho người Việt Nam, cho đồng hương, cái giá ưu đãi, rồi qua đó em build cái network, chị làm đó rất là thành công. Bây giờ người ta cứ muốn hẹn hoài mà chị còn dính tiệm nail, chị cũng muốn làm được cái đó, tại vì nhiều khi người ta kéo người tới đó, từ một người ra đẻ ra rất là nhiều người, nhưng mà em muốn làm cái đó em phải có tay nghề, chứ phải có kiến thức về sản phẩm, em phải có tay nghề. Rồi làm cái đó em biết đó là chỉ có hai người thôi. Chưa kể sai áp nha, mua đồ tại tiệm chỉ cả 2.000 đồng. Người ngon không? Ngon hơn mà người ta giới thiệu người lợi rần rần luôn. Mỹ hay Việt Nam? Việt Nam, chị nói, wow. Chị nói là cái mô hình sản xuất cho người Việt Nam mà, cho đồng hương mà. Thành ra giờ chị đang tập trung lại đó. Chị quảng cáo bằng không. Tờ rơi, truyền miệng. Truyền miệng không? Truyền miệng, chị nói với mấy người thợ, bắt đầu từ mấy người thợ. Thì chị nói là có biết ai mà muốn làm đẹp này kia không vậy? Ví dụ như lấy cho Mỹ bao nhiêu, lấy người Việt Nam bao nhiêu, nếu người ta dẫn người tới bên cái khác yeah, mình có nhiều cái điều. Bởi vì em thấy những hình của chị lên, nhiều người nếu họ không biết, họ tưởng là cái này là hình ghép. Bởi vì họ không thể nào tin tưởng được có sự khác biệt như là the plastic surgery. Thì những hình đó nhà chị là họ làm bao lâu mới được kết quả được như vậy? Một tiếng đồng hồ, một lần. Một lần mà kết quả vậy? Wow. Tại vì em biết không, đâu phải là chị apply lên sản phẩm lên là chật chồng. Ví dụ như sau khi chạy máy xong, chị apply cái nào vô mà chị phải cho nó thẩm thấu hoàn toàn cái thời gian, cho thẩm thấu mà kéo căng này kia. Rồi em apply tiếp, chứ đâu phải là vô cục lên này kia, nó đâu ra được gì. Em có thể gửi anh em trong hệ thống muốn qua thì học hỏi, có thể là qua thì giúp đỡ được không? Có thể là qua thì học hỏi. Đi theo cái mô hình kia. Có mô hình mà chị có tiền, mình nghĩ chị là không cần bán ở trong tiền mình làm. Nhưng mà hai cái là tiệm á kiếm thợ khó lắm. Đổi tiệm lớn. Tiệm kiếm thợ không giờ chị không muốn. Chị có cho tiền chị. cho tiền thợ ấy không? Có đó. Thể có thể nói là. Nói chung là chị ưu đãi thợ dữ lắm, nhưng mà cũng như 11 cái góc đường đó 11 tiệm bây giờ muốn bán cũng khó, mà muốn thợ vô đó cũng khó. Thành ra nhiều khi chị cái mô hình kia chị đang phát triển mà cứ bị bận rồi. Nhiều khi khách mấy người Việt Nam á, người ta dẫn ai đó mà chị busy không biết tiệm, mà chị không khách khe được. Mà em biết hả, người nào tới tiệm chị không phải là chị bán những sản phẩm về skin care không đâu, chị còn đưa qua supplement ADA chắc luôn. Thành ra mấy số tiền nó mới nhiều như vậy. Nói chung là chị rất là mê cái mô hình. Mấy người mà hệ thống chị dưới chị, họ ta có bắt chước làm được như chị không? Sao trong cái hệ thống chị nó cũng làm giống chị. Mặc dù cái cách đó là chị nói với trong hệ thống chị cách đây 3 năm rồi. Tại chị nói là làm cái dạng spa tại nhà đó. Yeah. Chị nói với mấy người trong hệ thống chị có điều kiện cách đây 3 năm rồi, thôi chị làm đó. Yeah. Thấy chị làm ở trường chị mình làm như vậy rất là thành công. Có người cũng như mấy người trực tiếp thì không nghe mình, nhưng mà mấy người tầng sâu dưới đó, thì họ theo mình biết. Mấy người trực tiếp tại vì có thể tâm lý họ nghĩ là giỏi hơn mình, đúng không? Họ nghĩ là giỏi hơn chị. Ta cái gì ta cũng hơn mình, tại sao ta phải nghe mình? Giỏi họ không cần học hỏi. Nhưng mà quan trọng là giỏi mà phải cần học hỏi rất là nhiều hơn nữa, và mỗi cái nó mỗi khác. Mà em thấy chị như vậy rất là thành công, mà em biết là chị là có đức, chị làm phước như vậy. Chị không có ngại chia sẻ hết, nhưng anh em, như em với chị không có dính díu gì từ người làm ăn, mà chị có tâm được làm như vậy. Em rất là cảm động, rất là cảm ơn chị. Vâng,
chỉ cần bỏ thời gian để chia sẻ. Bởi vậy cái vấn đề này em thấy nên em rất là thích và cảm ơn anh cũng vậy. Em cảm ơn chị rất nhiều. Giúp được gì cho em nữa. Dạ, chắc chắn rồi. Cảm ơn chị.